Phái đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tới chào Đức Tân Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Phái đoàn của Tổng giáo phận Hà Nội đã tới chào Đức Tân Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên tại Tòa giáo mục giáo phận Hải Phòng. Phái đoàn của Tổng giáo phận Hà Nội bao gồm quý cha trong ban tư vấn và quý cha quản hạc của 6 giáo hạc. Phái đoàn đã tới Tòa giám mục giáo phận Hải Phòng vào lúc 10 giờ sáng, đón tiếp phái đoàn tại quán trường Tòa giáo mục có cha đại diện Du Xe Nguyễn Văn Thông cùng một số cha thuộc giáo phận Hải Phòng tại phòng khách trang trọng của tòa giám mục đức tân tổng giám mục du xe đã niềm nở chào đón phái đoàn cha du xe maria vũ thanh cảnh đại diện cho phái đoàn ngỏ lời kính chào đức tân tổng giám mục du xe cha du xe maria đã bày tỏ niềm vui của tổng giáo phận hà nội khi được tin đức cha bổ nhiệm đức tân tổng giám mục ngay khi ngài chấp nhận đơn tư nhiệm của đức hồng y ferro đáng kính đồng thời cha bày tỏ niềm cảm mến đức tân tổng giám mục du xe vị chủ chăn mới của tổng giáo phận hà nội Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Tân Tổng giáo mục Du Xe đã cho biết cảm xúc lo lắng của mình khi được tòa thánh bổ nhiệm vào sứ vụ mới. Với ngài, Tổng giáo phận Hà Nội nằm tại thủ đô với nhiều công việc hệ trọng nên vai trò của chủ trang sẽ gặp nhiều thách đố. Đức Tân Tổng giám mục Du Xe đã ấn định cụ thể với phái đoàn ngày giờ ngài chính thức nhận sứ vụ tại Tổng giáo phận Hà Nội theo luật định là vào lúc 10 giờ sáng thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội trong thánh lễ trọng thể. đền thánh đức mẹ bãi dâu giáo phận bà rịa thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo việt nam thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo việt nam tại đền thánh đức mẹ bãi dâu vào lúc 9 giờ 30 ngày 18 tháng 11 năm 2018 đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với đức cha emmanuel có cha du võ công tiến tổng đại diện giáo phận bà rịa linh mục đoàn giáo phận quý tu sĩ nam nữ cộng đoàn đông đảo cùng giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận và quý khách hành hương mở đầu thánh lễ Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ thiên chúa, vì xuyên suốt năm thánh vừa qua, tất cả mọi thành phần dân chúa trong giáo phận qua lời chuyển cầu của các anh hùng tử đạo Việt Nam đã được sống và đón nhận biết bao ơn lành của chúa. Thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam kết thúc, cộng đoàn hân hoan reo vang khúc ca tạ ơn thiên chúa tình yêu, bước vào hy lễ cuộc đời, nơi mỗi người sẽ dâng chính lễ vật đời mình như khi xưa các thánh tử đạo cha ông đã thực hiện. Giáo sứ Mỹ Thượng giáo phận Hà Nội đón cha Tân chính sứ du xe Phạm Đức Văn. Ngày 18 tháng 11 năm 2018 lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam giáo sứ Mỹ Thượng đã hân hoan chào đón cha xứ du xe Phạm Đức Văn và niềm vui được nhân lên hơn nữa khi lần đầu tiên có linh mục ở tại giáo xứ. Đúng 9 giờ 30 thánh lễ đồng tế được diễn ra do đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh chủ sự cùng đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt mở đầu thánh lễ. Cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng đã đọc văn thư bổ nhiệm Đức không y trao lại cho Cha Giuse, cả cộng đoàn cùng hân hoan chúc mừng Cha trong sứ vụ mục tử mới. Sau đó, Đức Cha đã trao chìa khóa nhà thờ cho Cha Tân chính xứ. Cha cũng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận thiên chức linh mục: nhận ghế chủ tế, nhận giếng rửa tội, nhận tòa giải tội, mở cửa nhà thờ. Thánh lễ khép lại vào lúc 11 giờ 15. Chung chia niềm vui trong ngày giáo xứ mỹ thượng và giáo sứ An Hòa được đón nhận vị mục tử mới, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm thân mật trong tình huynh đệ. Họ đạo Cà Mau, giáo phận Cần Thơ, giúp 200 gia đình nhân ngày thế giới với người nghèo. Để sống ngày thế giới người nghèo, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 11, Ban Thường vụ và Bác Ái Xã hội Họ Đạo tiến hành giúp 200 phần quà gồm gạo, tiền và vật dụng đường, nước mắm, nước tương, bột ngọt cho 200 gia đình nghèo lương giáo sống trong họ đạo. Tổng số tiền lên đến trên 40 triệu đồng. Trước khi nhận quà, cha sở Paulo có đôi lời chào thăm hỏi bà con và nói lên ý nghĩa của Ngày Thế Giới Người Nghèo, gợi cho bà con nghèo luôn cố gắng vươn lên bằng lao động chân chính, đầu tư cho con cháu học tập và luôn sống lạc quan tin tưởng vì bên cạnh mình vẫn có nhiều người quan tâm hỗ trợ, cụ thể như ngày hôm nay cũng như hàng tháng họ đạo cà mau đã làm